Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Cần làm những tấm lòng do Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa và Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, ở thôn Xẻ, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, ai cũng xót xa thương cảm cho hoàn cảnh khó khăn, không may mắc phải bệnh hiểm nghèo của ba cháu bé trong một gia đình của anh chị Nguyễn Văn Cường, Cao Thị Tuyền. Cả ba cháu bé đều mắc phải căn bệnh máu trắng, trong khi hoàn cảnh gia đình anh chị nghèo khó, không đủ điều kiện để chữa trị cho các con. Nhìn ba cháu bé đang vui chơi nô đùa, không ai nghĩ rằng cả ba cháu đều mang trong người căn bệnh hiểm nghèo quái ác, bệnh máu trắng. Cháu bé đầu là Nguyễn Hữu Đức, sinh năm 2011, năm nay 10 tuổi, nhưng nhỏ như cháu bé 5 tuổi. Khi sinh ra, cháu Đức có biểu hiện chậm phát triển, da xanh xao chậm lớn như trẻ em suy dinh dưỡng. Đi khám bệnh, gia đình mới biết cháu mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh. Nuôi hy vọng, những đứa con tiếp theo sẽ khỏe mạnh. Anh Cường, chị Tuyền sinh thêm hai cháu Nguyễn Phương Nhi năm 2017, cháu Nguyễn Minh Thư sinh năm 2019. Thế nhưng, cả hai cháu khi lọt lòng đều mắc phải căn bệnh máu trắng. Đau khổ hơn khi cháu Minh Thư còn mắc thêm căn bệnh bại não, chân tay không phát triển, có biểu hiện teo dần. Gia cảnh nghèo khó, để có tiền chữa trị cho các con, gia đình chị Tuyền phải thuê nhà ra ngoài thôn ở để thuận tiện cho việc đi làm thêm nghề để lấy tiền nuôi con. Hàng ngày, anh Cường cùng nhóm thợ đi làm thuê ở các công trình, còn chị Tuyền ở nhà chăm sóc ba con nhỏ. Tôi sinh được ba cháu, thì cháu không may là cũng mắc cái bệnh hiểm nghèo. Gia đình cũng cố gắng cho các cháu đi chữa trị, điều trị hàng tháng ở Hà Nội, cứ một tháng một lần ở Hà Nội. Đợt này, gia đình cũng khó khăn về mặt kinh tế, bởi vì là cứ tháng nào đi gia đình cũng cố gắng làm rồi để cho cháu các cháu đi nhưng điều trị nhưng mà cũng vượt quá cái sức của hai vợ chồng. Các cháu nhỏ thể lực yếu lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nên thường xuyên đau yếu. Mỗi lần đi viện về hay những lúc thay đổi thời tiết, cả ba cháu nhỏ của gia đình đều đau yếu liên miên. Những lúc như vậy không còn cách nào khác, chị Tuyền cùng các con lại coi bệnh viện như là nhà mình. Ba cháu thì cũng có cái cháu thứ ba đây này, cháu thì hay bị ốm, hay bị viêm phổi. Đấy, cháu thứ hai này cũng vậy, cứ hay ốm vặt. Cứ đi Hà Nội về cái là bắt đầu là lại trở bệnh. Coi như em đi viện như mấy tháng rét là em đi liên tục. Bố của các cháu bé dù vất vả ngược xuôi lao động, nhưng vẫn không đủ chi phí chữa bệnh, chăm lo cho bà con hàng tháng phải đi viện chuyển máu, rồi ốm đau bệnh tật liên miên. Chị Tuyền vừa chăm con nhỏ, vừa cùng chồng chạy vậy, vay mượn lo cho con. Mỗi lần các con vào viện là số tiền vay mượn lại càng nhiều thêm. Nhưng gia đình anh chị lực bất tòng tâm, không còn cách nào tốt hơn để cứu chữa cho các con. Chúng tôi cũng thật sự là cũng phát động nhân dân, bà con, xóm giềng để cùng chung tay góp sức hỗ trợ được phần nào cho các gia đình, cho các cháu. Rất là mong các nhà hảo tâm, các nhà thiện nguyện có tấm lòng hảo tâm để cùng với gia đình nhà chị Tuyền hỗ trợ, chung sức hỗ trợ cho các cháu. Thời gian này, bệnh tình của ba cháu nhỏ ngày một nặng dần lên, trong khi gia đình ngày càng khó khăn về vật chất. Gia đình anh Cường, chị Tuyền hy vọng cộng đồng cùng chia sẻ giúp các cháu được lớn lên, mạnh khỏe, được vui chơi, yêu thương như bao trẻ em khác. Mọi sự giúp đỡ ba cháu bé mắc bệnh máu trắng, xin liên hệ mẹ các cháu, chị Cao Thị Tuyền, địa chỉ thôn Xẻ, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, hoặc liên hệ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, số 263, đường Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại 0977-270-200 hoặc chuyển tiền ủng hộ về tài khoản 3500-201-026-060, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thanh Hóa. Chuyên mục Cần làm những tấm lòng ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.